À, kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh đạo sĩ tử thông. À, xin kính chúc quý vị sức khỏe bình an may mắn và tài lộc. À, kính thưa quý vị bước sang năm 2024 năm giáp thìn thì các quý cô tuổi giáp tuất sinh năm 1994 sẽ đón nhận những cái niềm vui nào trong cuộc sống may mắn nào sẽ đến với họ trong năm 2024 năm giáp thìn câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. quý vị thân mến phụ nữ tuổi giáp tuất sinh năm 1994 là những người cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh. Đôi khi cũng vì quá cá tính mà cái chuyện tình cảm không được xuân sẻ như ý muốn. Thường phải trải qua đôi ba lần đò thì mới mong có được cái hạnh phúc lâu dài thật sự. À, trong công việc thì họ thường được giao cho những cái vị trí lãnh đạo hoặc là dẫn dắt một cái tập thể. Và trong năm 2024, năm giáp thìn sẽ đem đến cho nữ giới tuổi giáp tuất những cơ hội làm giàu, phát triển cái sự nghiệp. Vậy thì cái vận trình của những người tuổi giáp tuất nữ mạng trong năm 2024 sẽ có những cái điểm nổi bật nào? À, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. À, trong chương trình ngày hôm nay, tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 nữ mạng trong cái năm 2024 năm giáp thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết cái vận trình chi tiết của những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 nữ mạng. À, thưa quý vị năm 2024 năm giáp thìn được đánh giá là một cái năm không may mắn với những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 nữa mạng. do gặp cục diện là tướng hành xung đó à, tướng hành xung với thái tuế vậy nên đây cũng sẽ là một cái năm khá là nhiều trắc trở khá là nhiều khó khăn à, đối với gia chủ vì vậy mà quý vị nên cẩn thận trong năm làm gì thì cũng cần phải hết sức lưu ý à, chúng ta đã biết những người sinh năm 1994 giáp tuất có thiên can là giáp địa chi là tuất người này có lá số là dương nữ có ngũ hành bản mệnh là sơn đầu hỏa có cung mệnh là cung càn thuộc kim được gọi là thủ thân chi khẩu có nghĩa là chó giữ mình có xương con chó tướng tinh con ngựa con nhà xích đế cô bần à, để xét về cái cát hung vận hạn của năm 2024 ấy, thì chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi à, đầu tiên chúng ta xét về quan hệ thiên can chúng ta có giáp gặp giáp thì nó là gì nó là tỷ kiên nó là tỷ kiên vậy nên trong năm 2024 nó giáp thìn cái tỷ kiên nó gây ra những cái mệt mỏi những cái phiền não nhiều người thì cũng sẽ gặp rắc rối về cái vấn đề về tài chính. Ở à, trong năm 2024, năm giáp thìn, thì tỷ kiên nó chiếu mệnh nên là quý vị đi làm phải hết sức cẩn thận với cấp trên, với cấp dưới, với đồng nghiệp. À, không phải ai cũng thân thiện, không phải ai cũng hiền lành, à, không phải ai cũng là những người đáng để cho chúng ta tin cậy, để tâm giúp bầu tâm sự. À, vậy nên khi đi làm thì quý vị nên lựa lời mà nói, kéo lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc sau này. Ở à, trong thời gian này thì nói chung ấy quý vị cũng nên cẩn thận với những cái lời mời chào nếu mà có người mà mời nếu mà có người bạn nào đó mà đưa ra những lời đề nghị về hợp tác làm ăn hoặc là đơn giản là họ muốn lên một cái kế hoạch kiếm tiền thú vị và muốn uh, gia chủ tham gia ấy thì quý vị cũng nên cân nhắc một cách kỹ càng đó à, trong năm thì chúng ta biết là cái cái tỷ kiên này nó mang lại cái họa tiểu nhân cũng như là gây khó khăn trong công việc vì thế để hóa giải thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình à bên cạnh đó trong năm ấy thì chúng ta xét được mối quan hệ địa chi chúng ta có tuất gặp thìn đúng không ạ thìn tuất là tương xung như vậy những người tuổi 1994 giáp tuất gặp cục diện là xung thái tuế vậy nên trong năm 2024 năm giáp thìn thì Gặp có cung xung thái tuế trong cuộc sống thì người tuổi giáp tuất sẽ có nhiều cái xáo trộn trong cuộc sống. Nói chung trong cuộc sống thì có nhiều thay đổi, môi trường xung quanh thì có nhiều biến động. À, không được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng rất là khó khăn. À trong năm gặp xung thế tuế thì nó cũng sẽ xảy ra những cái khẩu thiệt thị phi xung sát và đôi khi nó gặp cái họa huyết quan. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Và trong năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 nữ mạng ấy Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy là cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Đặc biệt với những cái tuổi bị phạm thái tuế như là năm tuổi thìn, tuất, sửu, mùi và tuổi mão, thì đặc biệt là những người tuổi tuất bị xung thái tuế này, này, thì quý vị cần phải luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn. À, quý vị hãy để cái kim bài thái tuế ở trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại để mang lại cái may mắn tài lộc trong năm. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. À, thưa quý vị, à, trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 nữ mạng ấy có cái lưu niên nó rơi vào đất thai. Vậy nên trong năm 2024 năm năm, giáp thìn ấy, thì cái nguyệt lệnh nó là một đất thai nó cho thấy là những người tuổi giáp tuất nữ mạng có xu hướng tự xử lý các vấn đề bằng cảm xúc thiếu đi cái lý trí thiếu đi cái sự khôn ngoan cần thiết À, nhưng nếu mà các bạn có đủ để chậm lại một chút đấy lắng nghe những lời khuyên của những người khác thì sẽ hạn chế được những cái rắc rối này à, nhất là cái việc thương thảo hợp đồng nếu như các bạn nóng nảy thì cũng sẽ chỉ dễ bị thiệt thân mà thôi khó có thể giữ được cái ưu thế trên bàn đàm phán vì thế bản mệnh phải chuẩn bị trước cái tâm lý à, hãy bình tĩnh để đối mặt với những cái tình huống khó khăn có thể xảy ra trong cái thời gian này và bên cạnh đó thì những người tuổi giáp tuất trong năm 2024 giáp thìn thì họ là 31 tuổi đúng không ạ những người tuổi nữ mạng 31 tuổi 31 tuổi nữ mạng thì gặp cái sao hạn là cái sao thái âm cái sao thái âm hay còn được gọi là cái sao nguyệt diệu tinh quân ấy được xem là cái sao mang lại nhiều điều may mắn và cát tinh cho những người được chiếu mệnh nếu sau này mà chiếu mệnh cho gia chủ ấy thì những người tuổi giáp tuất nữ mạng thì có thể gặp được nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống và đạt được những cái điều mà mình mong muốn nếu cầu công danh hay là tài lộc thì cũng đều được thuận lợi và thỏa mãn, thỏa mãn đó. Nếu cầu công danh sự nghiệp thì cũng đều được thuận lợi, thỏa mãn, được như ý. Nói chung ấy, nữ giới tuổi giáp tuất mà gặp cái sao Thái Âm ấy thì thường có nhiều tin vui về cái chuyện tình cảm và tiền bạc. À, tuy nhiên có thể gặp khó khăn trong việc sinh nở. Đấy, vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý, cái sao này nó tốt vào tháng 9 và nó kỵ và kỵ vào cái tháng 10 đó. À, ngày xưa sao Thái Âm được các cụ đánh giá có một bài một bài thơ sau này. À, thái âm chiếu mệnh năm nay khỏi bị đau mắt chặt tay chẹo giò đàn ông ít nặng nhẹ lo đàn bà khẩu thiệt đôi qua quấy giày thân tâm lân cận chẳng hòa nói hành nói lén vậy mà sau lưng ốm đau qua khỏi thì mừng hao tài tổn sức ta đừng có than bản mệnh chẳng vững không an phùng người phản phúc vũ an cho mình đất bằng dậy sóng thình lình câu trận chiếu mệnh không nên chống lại đó đó là cái sao thái âm bên cạnh đó xét về cái hạn năm ấy, thì 31 tuổi quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn tam kheo thì đối với cái hạn tam khêu ấy thì người xưa vẫn có câu thơ như sau huỳnh tuyển bệnh nặng nguy vong tam khêu đo mắt để phòng tay chân à, từ cái câu thơ trên có thể kết luận rằng là cái hạn tam khêu nó là cái hạn xấu nó chủ về sức khỏe đặc biệt là các bệnh liên quan đến mắt đến tay chân đến xương khớp thì ngoài ra cái năm mà gặp hạn tam khêu thì cả nam và nữ đều dễ vướng vào những chuyện thị phi những cái tai tiếng và chịu cái áp lực lớn về cái tâm lý vì thế trong năm 2024 giáp thìn thì với những người tuổi giáp tuất 1994 nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy là vạn phúc chi nhân. Vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là bằng bạc mạ vàng. Ở phía trước nó có in hình chữ vạn đúng không? và mặt sau thì có in hình chữ phúc, nó được gọi là vạn phúc chi nhân. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Đấy, chữ vạn là mang cái ý nghĩa là vạn điều may mắn, vạn sự cát lành. Chữ Phúc là thể hiện gì? Năm 2024 là rất thìn và năm 2025 là năm ất tỵ là là năm gì? Phúc đăng hỏa dùng để cái chữ Phúc để tăng cường cái phúc đức, tăng cường thêm may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, ở à, phía phía dưới nó có một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy chuyên được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Thì nó là một cái loại đá phong thủy mang một cái năng lượng dương cao. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp tăng cường cái năng lượng dương trong cơ thể. Đẩy lùi những cái âm khí, đẩy lùi những cái tà ma ám khí đó, mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc cát lành cho gia chủ những người sinh năm 1994 giáp tuất nữ mạng à, cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc trọn đời cho mình à, thưa quý vị à, bên cạnh đó thì trong năm 2024 năm giáp thìn khi mà xét về cái hạn kiếm lâu ấy thì những người tuổi giáp tuất 1994 nữ mạng không bị phạm đúng ạ à, Về hoang ốc thì quý vị được tứ tấn tài nó là rất tốt Về tam tai thì cũng không bị phạm Như vậy là trong năm 2024 năm giáp thìn Thì xét về cái hạn kim lâu hoang ốc tam tai à, Nó không bị phạm Vậy nên quý vị có thể tiến hành những cái công việc đại sự Như là động thổ xây nhà hay là tiến hành công việc cưới hỏi à, Hoặc là mua những cái đồ đạc có giá trị Thì cũng sẽ rất là có lợi À, thưa quý vị trong năm 2024 nó giáp thìn khi mà xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi ấy, chúng ta có gì giáp thìn này thì thìn là uh, thìn là nó ẩn tàng ba thiên can mậu quý và ất mậu quý và ất chúng ta có giáp và mậu là cái vận thiên tài Đó. giáp và quý thì nó là gì nó là chính ấn và giáp vào ất thì nó là kiếp tài như vậy trong năm 2024 nó giáp thìn thì vẫn có những cái 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 sao tốt nó ẩn tàng trong cái cái thiên can ẩn tàng đúng không ạ? Vậy nên là gì? Nếu quý vị nỗ lực phấn đấu cố gắng thì cũng sẽ đạt được những cái thành quả nhất định trong cái công danh sự nghiệp của mình và cũng có thể chuyển mình trở nên giàu có. Đầu tiên chúng ta xét giáp gặp mậu thì nó là cái vận thiên tài, đúng không ạ? Như vậy trong năm 2024 nó giáp thìn thì nhờ có thiên tài nó chiếu mệnh nên là cái may mắn sẽ đến với những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994. Một số người sẽ có cơ hội trúng số đời đời và một số người thì sẽ có cơ hội là may mắn được thừa hưởng, được kế thừa những cái tài sản bạc tỷ đó. À, bên cạnh đó thì nói chung ấy, trong năm gặp cái 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 vận thiên tài này thì nó nói rằng là gì? Những người tuổi giáp tuất trong thời gian này rất giỏi trong việc kiếm tiền và làm giàu cũng như là thể hiện bản lĩnh của mình À, ngay cả khi cái tình hình kinh tế nó khó khăn như hiện tại, nhưng mà quý vị cũng đủ khéo léo để mở ra nhiều cái cơ hội để tăng thêm cái thu nhập cho mình. À, thế nên cái việc dùng dính tiền tiêu cũng là cái điều dễ hiểu. À, bản mệnh cũng có thể là gì kiếm tiền bằng cái việc đi làm thêm, dù có vất vả hơn một chút nhưng mà gì cũng sẽ mang lại rất nhiều tài lộc cho mình. Và để mọi sự được may mắn hanh thông, tài lộc dồi dào ấy, thì những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 ấy để kích cái vận thiên tài nó lên ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ may ngọ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. À, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp tuất 1994 nữ mạng. À, bên cạnh đó chúng ta xét tiếp là chúng ta có giáp gặp quý để nó là cái chính ấn, cái chính ấn. À, trong năm 2024 nó giáp thìn thì được chính ấn soi đường chỉ lối. À, vậy nên đối với những người tuổi giáp tuất thì có chính ấn nó che chở nên là đối với những người mà chuẩn bị thi cử, xin thăng chức, tăng lương hay là xin việc ấy sẽ gặp thuận lợi. Quý vị sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều. À, tuy nhiên nếu mà quý vị muốn bản thân có được cái sự phát triển nhiều hơn nữa thì cũng cần phải có trí tiến thủ chịu khó lắng nghe những cái kinh nghiệm từ những người đi trước đó và để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình ở à bên cạnh đó chúng ta xét tiếp là giáp gặp ất thì nó là kiếp tài ở à, trong năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi giáp tuất rất vất vả trên cái con đường công danh sự nghiệp do nó có kiếp tài nó lâm vận công việc lúc nào cũng căng thẳng cũng chật vật cũng bận rộn lại hay có kẻ tiểu nhân theo bám À, những người tuổi giáp tuất 1994 nữ mạng là những người nhiệt tình, thẳng tính nhưng lại dễ bị lợi dụng. À, gia chủ sẽ nảy sinh nhiều cái nghi ngờ, nhiều cái mâu thuẫn với mọi người xung quanh trong toàn thể trong cơ quan. Vì thế để hóa giải cái hạn tiểu nhân cũng như là mang lại nhiều cái may mắn tài lộc thì những người tuổi giáp tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thính vòng tam hợp quý nhân. À, vòng được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mà vật phẩm được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ ấy, thì nó mới phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu được cái tài lộc, hóa giải những xung sát tị phi, mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. À, thưa quý vị, à, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994 nữ mạng trong cái năm 2024 năm giáp thìn. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận hạn của mình. Từ đó sẽ đưa ra được những cái giải pháp hợp lý để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc và tránh đi những cái vận hạn xấu trong năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.